Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân các tỉnh trọng điểm có dân di cư tự do, tổng số dân di cư tự do giai đoạn 2005-2012 là gần 38.000 hộ với gần 150.000 nhân khẩu. Theo khảo sát, số lượng dân di cư tự do giảm dần theo từng năm. Giai đoạn 2005-2010, mỗi năm bình quân có khoảng 5.500 hộ di cư tự do, thì đến giai đoạn 2011-2012, bình quân mỗi năm có chưa đến 2.000 hộ di cư. Các địa phương có dân di cư nhiều tập trung vào các tỉnh miền núi Bắc Bộ như Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn và Tuyên Quang. Tuy giảm về số lượng, nhưng hình thức di cư chuyển từ việc di cư ồ ạt sang di cư theo từng nhóm nhỏ lẻ gây khó khăn cho việc kiểm soát dân di cư. Di cư tự do là một thực tế khách quan, tuy cũng có những mặt tích cực, nhưng mặt tiêu cực từ dân di cư tự do mang lại nhiều hơn. Tình trạng này làm phá vỡ quy hoạch dân cư tại các địa phương, làm tăng tỷ lệ hộ nghèo, số người mù chữ, gây mất an ninh trật tự tại các địa phương có dân di cư đến. Đặc biệt hiện nay, di cư tự do làm cho các địa phương rất khó để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.